Giá lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua lại nhích lên, trong khi giá gạo 5% tấm xuất khẩu không thay đổi so với tuần trước, từ 650 đến 655 đô la Mỹ một tấn. Tại An Giang, nhiều loại lúa tăng giá từ 200 đến 300 đồng một ký, như đài thơm 8 từ 9.000 đến 9.200 đồng một ký, IR 50404 từ 8.800 đến 9.000 đồng một ký, năng qua chín giá từ 9.100 đến 9.300 đồng một ký, OM 5451 từ 8.900 đến 9.000 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký, OM 18 ở mức từ 8.900 đến 9.200 đồng một ký, lúa Nhật vẫn ổn định giá từ 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa nếp, nếp An Giang khô và nếp Long An khô đều dao động ở mức từ 9.400 đến 9.800 đồng một ký. Giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới ST25 đang được triển khai trồng quy mô trên diện tích lớn ở huyện miền núi Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Trước đó, trong quá trình thử nghiệm, giống lúa ST25 đã tỏ ra đặc biệt phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu trong lành tại vùng núi Tu Mơ Rông. Chất đất sạch giúp giống lúa ST25 phát triển nhanh, năng suất, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn cao. Chỉ sau 2 vụ thử nghiệm, hiện có 8 xã, 26 thôn làng với trên 200 hộ dân huyện Tu Mơ Rông đã triển khai trồng giống lúa ST25 với tổng diện tích khoảng hơn 31 hectare. Đến nay, năng suất bình quân đạt trên 3,5 tấn trên 1 hectare, cao hơn giống lúa thuần địa phương bà con đang trồng. Cộng với giá lúa ST25 bán cao gấp 2 đến 3 lần so với giống lúa của địa phương. Nông dân trồng khóm Đồng Tháp 10 tiếp tục trúng mùa, trúng giá. Tại vùng chuyên canh khóm Tân Phước, Tiền Giang, bà con rất phấn khởi thu hoạch khóm. Đến giữa tháng 11 năm 2023, vùng chuyên canh khóm Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã thu hoạch được trên 12.000 hectare với năng suất bình quân 20,5 tấn một hectare, sản lượng gần 250.000 tấn trái thương phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và chế biến xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Phước đã tổ chức gần 200 cuộc tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho gần 4.300 hộ nông dân vùng chuyên canh, chủ yếu kỹ thuật thâm canh, xử lý cho trái rải vụ. So với cách nay khoảng 1 tháng, giá nhiều loại chôm chôm tăng thêm ít nhất từ 6.000 đến 15.000 đồng một ký và đang ở mức cao nhất trong khoảng 6 tháng qua. Tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, chôm chôm Thái và chôm chôm nhãn đang được nông dân bán cho thương lái ở mức từ 40 đến 50.000 đồng một ký, còn giá bán lẻ tại nhiều chợ từ 60 đến 80.000 đồng một ký. Mức giá này đang cao hơn gấp 3 lần so với thời điểm cuối tháng 5, tháng 6 vừa qua. Còn chôm chôm Java được nông dân bán cho thương lái từ 16 đến 20.000 đồng một ký, giá bán lẻ tại nhiều nơi ở mức từ 30 đến 40.000 đồng một ký. Đường làng ngập tràn bí đỏ, không có người mua. Bí đỏ chỉ để cho bò, cho heo ăn, nếu không thì cũng đổ bỏ. Những điều xót xa như vậy đã lặp lại trong vụ thu hoạch bí đỏ hiện nay ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, vùng trồng bí đỏ ngon có tiếng. Trắc trở bắt đầu từ khi vào vụ thu hoạch bí đỏ, các thương lái không còn đến mua như những năm trước. Vậy là bí đỏ ứ động đến nỗi đường làng chất đầy bí đỏ. Những người này đến mua bí đỏ về để cho bò ăn. Họ lựa những trái còn dùng được, chỗ còn lại sẽ đổ bỏ. Nguyên nhân không gì khác là sản lượng bí đỏ năm nay ở vùng Ninh Sơn, Ninh Hòa tăng đột biến, ước khoảng 6.000 tấn. Thấy những năm trước bí đỏ có giá nên năm nay nông dân ồ ạt trồng,